Là mỗi người cái rồi. Nên mày lại không làm được. Cho cái bụng cái bòi. To cái bụng là rừng. Đấy đấy. Các cô đang chém gió xuyên biên giới. Lại thêm đang ngồi này thêm tiếp tục có hai cô gái thái chính hiệu à. Mỗi tội là hai ba cô này đều đã tặng cầu hết rồi. Này chắc phải toàn hai ba đứa hết rồi quá. Năm đứa gì mà đẻ khỏe thế? Máy bền như Toshiba, tưởng như Sony chứ. Máy mình thì nó như là cái lò gạch công nghiệp. Nên mình có gì đó không phải để tôi biết làm sao. Cái lò này lất vào thì đầu kia là sản phẩm. Đấy. Lâu này thì cái may bây giờ nó gần thời buổi công nghệ thông tin, có điện, có sóng, có điện thoại lên gần bớt đấy. Nó mà giống như ngày cứ như ngày xưa mà đèn dầu đèn diếc là chắc phải chục nữa. Cho nó vui. Thôi cái lâu này thì cái điện còn nhờ hàng xóm thôi. Cho nên là tối về cũng nhiều khi người ta kèm, người ta không cho là không có điện. Không có điện. Nên thế là phải mơ nó. Đấy, nhìn cô gái Thái này nhìn hơn người mẫu không? Hơn hoa hậu rồi. Có họ hàng gì nhau đâu. Em hiểu em chứ. Đấy, cả. Cảm ơn điện lên nào, Vũ Khánh ơi. Đấy. Rồi mỗi người cái rồi. Nên mày lại không làm được. To cái bụng cái bòi. To cái bụng là rừng. Đấy đấy. Các cô đang chém gió xuyên biên giới. Điện về bản thôi. Đấy, điện về bản thế này thì làm sao đẻ được nữa. Đêm về nói không ngủ được lại đấy. Làm được thôi. Hạt lo thì cũng mà thấy. Bán thịt bò à? Bán thịt bò. Em bảo là em toàn bán đổ ấy, nên là đến khi anh quay về thì toàn là thấy bằng nhạc rồi. Chả thấy thịt ngon đâu nữa. Anh có bằng nhạc ngon mà. Ngồi bên bếp nướng. Nướng cơm lam. Mày nhá, mấy ông mình nhóm nhắc em suốt ấy. Thì xưa đi chả đi chụp ảnh cho em. Ông nhắc. Không ăn, đi chụp ảnh đấy. Hôm nay ông ấy nhảy vào bình luận ấy nhảy vào kề kìa.